Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Toán C nhá. Hôm nay thì rất nhiều anh em đã đặt cho mình cái câu hỏi là: anh ơi, vậy thì chơi cái map Vikendi hay là cái map tuyết ấy, thì nhảy vào đâu sẽ là giàu nhất? Thì mình xin đảm bảo với các bạn là cái địa điểm mình sắp giới thiệu các bạn đây, Nó giàu vãi nồi luôn, nó giàu gọi là giàu lứt vách đổ gỗ luôn. Anh em nào vào đây thì cứ phải gọi là lút đến ỉa ra thì cũng không thể nào mà hết súng đạn ở trong khu vực này được. Và trong cái khu vực này mình rất hay nhặt được cái khẩu súng mà mình hay gọi là cái khẩu súng hút bồn cầu anh em ạ. Tí nữa mình nhặt thì anh em sẽ hiểu được lý do tại sao mình gọi cái khẩu súng này khẩu súng hút bồn cầu. Ok, thì đây khu vực này thì mình search Google Translate thì nó dịch ra là khu gọi là khu cái gì, nhà máy xi măng anh em ạ. Nhưng mình thì mình nhìn nó thì mình liên tưởng đến nhà máy hạt nhân, cho nên mình gọi cái đây là khu vực nhà máy hạt nhân. Còn anh em có thể gọi bằng nhà máy xi măng hoặc nhà máy quần què thì cũng được hết. Nói chung là anh em cứ gọi theo cái cách gọi là theo cái lối suy nghĩ của mình. Trời ơi, các bạn đừng áp đặt bất cứ một cái suy nghĩ nào của người khác vào suy nghĩ của mình. Cô giáo dạy rồi, sống là phải có gọi là, người ta gọi là gì nhỉ, gọi là cái gì mình cũng quên mẹ mất rồi. Nhưng nói chung nó là như thế đấy anh em ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái khu nhà máy hạt nhân. Ok, đấy, cứ nói hạt nhân với lại xi măng nó đan xen vào nhau, thành ra nó lẫn lộn, hòa trộn hết cả, chả biết đâu mà lần. Ok, thì cái nhà máy này các bạn loot thì phải để ý nhá, bởi vì nó có rất là nhiều ngóc ngách và rất có nhiều nơi. Thông thường thì có khá là nhiều những anh bạn Trung Quốc nhảy cùng mình, nhưng không hiểu tại sao trận này thì không thấy có ai cả. Hơi vô lý một tí nhưng mà không sao cả, càng tốt càng gọi là dễ để mình review khu này cho anh em. Đấy, thì bên bản Trung Quốc thì cái khu vực này nó khá là giống với PC, nhưng bên PUBG quốc tế cũng như là PUBG Việt Nam ấy, thì anh em cũng đã biết là số phận của cái map Vikendi này nó như thế nào rồi. Thông qua cái khu vực Dinopark cái gì đấy, thì các bạn đã biết là nó cắt giảm đi rất là nhiều rồi. Núi lửa cũng không còn, mà khủng long thì cũng mất đi hai con khủng long mô xa sau mà mình rất là thích. Mỗi lần mình đến công viên khủng long ấy, mình chỉ thích mỗi con mô xa sau, bởi vì là cái đợt mình xem Jurassic World là mình thích cái con khủng long đấy, bởi vì nó là khủng long nước, anh em hiểu không? Đó, mình vừa nhặt được khẩu súng hút bể phốt này. Đó, bây giờ mình bắn luôn cho anh em coi này. Đó, chọn góc là bắn đẹp đẹp tí nó ra lấy làm gọi là thumbnail cho video. Đấy, chỗ này đẹp này, bắn này. Bắn cả ba quả luôn. Ui trời ơi. Trông cũng được, nhưng mà không ra gì. Nói chung là khẩu súng này nó chả có tác dụng gì ngoài việc bắn lên và nhìn cho nó đẹp thôi anh em ạ. Hơi xàm một tí, nhưng mà thực chất thì công dụng của nó là như vậy, chả có một cái tác dụng mẹ gì cả. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục loot cái khu vực này. Anh em nhớ để ý nhá, các bạn chỉ cần một chút gọi là quên em thôi là anh em sẽ gọi là lạc bước ở trong cái khu vực nhà máy hạt nhân này đấy. Đẹp chưa? Cái khu vực nhà máy hạt nhân này thì ở bên bản quốc tế mình cũng vào rồi, nhưng mà nó bị cắt đi khá là nhiều anh em ạ. Nó không giống như cái bản Trung Quốc. Trung Quốc thì mình không hiểu sao nhá, bản Trung Quốc nhiều chi tiết hơn, map không bị cắt nhiều hơn, xong lại nhiều những cái thứ linh tinh lủng củng hơn. Nhưng mà nó lại không lag. Trong khi đấy thì bản quốc tế cắt đầu, cắt đuôi, cắt đít, thế mà vẫn lag. Điếu hiểu tại sao luôn. Nói chung là như shit, mà nó bị lag cũng chả thấy fix luôn. Thì không phải là lỗi do VNG đâu anh em ạ. VNG thì cũng chỉ là Việt hóa lại thôi. Nó lag là lag từ bản quốc tế rồi. Hôm trước mình nhiều anh em bảo là anh ơi bản quốc tế không lag đâu. Úi dồi, tám điếu thèm nhặt luôn. Anh ơi bản quốc tế nó không lag đâu. Mình cũng sang chơi thử một game, nhưng mà úi dồi ôi, nó lag vãi cứt ra anh em ạ. Lag không thể nào tả được. Điếu thì hiểu được.
có lẽ là mình sẽ phải chơi cái bản Trung Quốc này dài dài để đến chờ đến bao giờ bản quốc tế nó đỡ lag hơn thì may ra mình mới chơi tiếp được. Đó, anh em thấy nhiều súng không? Quá nhiều súng luôn. Anh em nhớ nhá, khu vực này nó có lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu thượng. Rồi nó có cả lầu gọi là lầu không thể gọi được tên. Lầu lơ lửng. Nói chung nó là như vậy đấy. Đó, cứ tập trung mà loot. Nhiều đồ lắm. Nhiều anh em xem cái video clip của mình có bảo là anh ơi, anh cắt cái đẹp lại được thêm một khẩu súng phút bể phốt nữa. Bắn luôn. Chọn góc nào đẹp đẹp tí để tí lựa hình gọi là làm thumbnail cho video này. Đẹp chưa? Ui giời, ui giời. Ui giời. Ơ hình như xịt mất quả. Hay là một quả nó tóe ra. Đó. Nhìn cái khẩu súng nhìn trông nó hãm rồi. Mồm nó cứ tè tè ra như kiểu cái hút bể phốt ấy. Thành ra mình mình gọi khẩu súng này khẩu súng hút bồn cầu. À, quay lại cái vấn đề nhiều anh em có bảo với mình là anh ơi anh cắt video clip ra cho nó đỡ gọi là nhàm chán. Nhưng mà thật sự phải nói các bạn, công mình ngồi liên tha liên thuyên cả clip, bây giờ cắt ra điếu biết cắt chỗ nào. Xong rồi lại x8 nhiều vãi lìn. Xong rồi anh em cũng biết rồi đấy, mình là một thằng edit video clip hơi kém. Mình chỉ thích video clip mình thật là lét thôi, chứ để mà nói edit thì cắt đoạn này đoạn kia thì mình thấy đoạn nào mình cũng muốn để lại hết để cho anh em gọi là xàm lìn cùng với cả mình. Cho nên là mình điếu biết cắt đoạn nào luôn. Anh em nào mà yêu cầu tôi cắt bớt video clip đi thì nghe vẻ nó hơi khó. Nhưng mà nếu các bạn cảm thấy nó hơi lằng nhằng và nó hơi dài dòng một tí thì ok, để mình dần dần mình edit nó kỹ lưỡng hơn một chút và mình sẽ cắt bớt đi. Dù gì thì cũng cảm ơn các bạn đã góp ý cho mình rất là nhiều. Bởi vì là dù gì các bạn góp ý cho mình thì cũng chỉ muốn mình tốt hơn thôi. Mình biết mà. Thôi quay lại cái chủ đề khu vực nhà máy hạt nhân này nhá. Nó có rất là nhiều luôn. Và các bạn có thể loot gọi là loot tè phở ra ở trong đây. Nhưng mà loot thì nhớ để ý nhá, cẩn thận không lại loot lại cái chỗ mình vừa loot đấy. Đó. Thôi nói chung là mình loot thế thôi. Còn ông nào mà muốn biết nó giàu có đến mức như thế nào nữa thì cứ phi vào. Nó tên là cái gì? Nói chung là nó có một cái cụm từ gọi là factory. Còn bây giờ thì mình đang chơi bản Trung Quốc cho nên là mình không thể đọc được tên. Bây giờ sẽ lấy con xe trực tiếp và đi tìm người để bắn nhau. Tìm người bắn nhau thôi. Ok, đi tìm người bắn nhau nào. Cách để tìm người bắn nhau mà hợp lý nhất trong cái map Vikendi này đó chính là đi tìm cục thính. Bởi vì ở cục thính luôn luôn có bắn nhau anh em ạ. Nhất là ở bên mấy cái bản cái đệt trả lũa. Nhất là ở bên Trung Quốc này. Ui dồi ôi, thề luôn anh em ạ. Mỗi lần đi lút thính là nó như kiểu một cuộc chiến gọi là nảy lửa ấy. Kinh vãi nổi. Một team, hai team, ba bốn team đi lút. Nó cứ phải gọi là đông như quân Mông luôn. Nào 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 nào, cứ bình tĩnh. Ui dồi ôi, đường đến cái thính nó có thể gọi là vất vả vô cùng. Đấy. Nhiều anh em có bảo là mình hay xàm lìn rồi mình hack nọ hack kia. Ông nào mà có bằng chứng tôi hack cho 100 triệu luôn. Mà ông nào mà hay theo dõi tôi thường thấy tôi chửi hack như còn hơn chửi cả một con chó. Chứ xin lỗi con chó lại ví hack với nó. Nhưng mà thật sự là mình chửi hack vãi cả nồi ra. Bây giờ mình lại hack nữa thì khác gì tự mình vả mình. Nó hơi đau một tí. Bây giờ bò ra thính này. Phải nói bên cái bản Trung Quốc này ấy, đồ họa của nó đẹp vãi nồi luôn. Thế nó đẹp. Ngay cả nhá, hôm sau mình sẽ dẫn anh em đến mấy cái khu mà mình cực kỳ thích ở trên bản PC mà chỉ có bản Trung Quốc nó mới có thôi. AUG dùng tạm cũng được. Đây là người ta kiểu bơi ngửa này. Ấy, như khu công viên Khủng Long thì anh em cũng biết là nó quá nhiều thay đổi rồi. Đấy, còn một khu nữa đó chính là khu mình nói luôn là khu cái gì Roca, mình quên tên rồi, nhưng mà cái khu vực đấy mình đã từng test cho anh em ở trong cái bản quốc tế, khu vực mình đặt tên là thị trấn Hồ Băng ấy. Đó, cái hồ băng
ở trong bảng quốc tế nó đích có cái gì cả, nhưng thực ra ở trong cái hồ băng đấy nó sẽ có những cái nhà ở trên cái hồ băng ấy luôn. Và cái hồ băng thật sự ở bên bản Trung Quốc này nó đẹp vô cùng luôn đấy, chứ không phải là gọi là đẹp nữa. Ok, hồi nói một chút về cái bản Trung Quốc như vậy là đủ rồi. Tôi nhìn thấy con xe ô tô ở đầu bên kia rồi, chắc là mấy thanh niên này định đi lút thính đây. Được rồi, để xe ở đây. Đây rồi, nhìn thính bên này chưa bạn ơi? À, định lên xe để mà đi lút thính này. Định lên xe này, chạy đi đâu? Lắt léo cắt kéo này. À, ngồi đấy mà, ôi cái đệt. Ôi, bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh thôi. À, bắn tiếp ở bên kia nào. Đâu rồi? Quãi nồi. Quay ra bắn thanh niên móc lốp mình cái rồi mà các bạn ấy đã té hết đi đâu rồi. Nhanh vậy. À đây rồi. Lỗ cái đầu này, lỗ cái đầu này. Nào. Ngoi lên. Ngoi lên này. Ôi, thế mà không chết này. Cuối cùng cũng chết rồi. Không bị, thanh niên vẫn chưa biết bị bắn ở đâu. Hài vãi nổi. Ấy. À, hóa ra là thằng này bắn mình à. Mình bảo nghe quái lạ, một cái thằng ở gần lắm mà sao thằng kia nó cứ chạy lông nha lông nhông. Đây rồi, ra cứu bạn đúng không? Ô, không ra cứu bạn à? À, đây. Úi dồi ôi, thế mà tuyệt các bạn ơi. Nào. Nhòm này, một viên vào đầu. À, vẫn chưa biết bị bắn ở đâu này. Rồi, giờ thì biết bò đi đâu đây. Trời ơi, đằng sau là địch, còn ở bên này thì là Tuấn HC, kiểu gì cũng chết. Sao lại có tiếng súng ở gần thế nhở? Hình như có bạn nhỏ rất gần mình. Bên này xong rồi đấy, cứ từ từ, bao giờ các bạn ấy chạy lên thì mình tính tiếp. Đây rồi, mình biết ngay mà. Rồi ôi, lần sau đã đi móc là phải nhẹ nhàng thôi. Bơi lóp nga lóp ngóp qua đây mà dám. Cái gì vậy? Vẫn bắn nhau ở đây này. Bắn. Ôi. Tượt. Đâu rồi? Sấy. Úi dồi ôi, sấy như thế thì làm sao ông chết. Hơi mù mắt một tí nhưng không sao cả. Rõ ràng thanh niên đang bắn nhau với một ai đó mà sao mình không nhìn thấy người còn lại nhỉ? Lúc nào cũng phải check cẩn thận anh em ạ. Không thể nào nó lại đứng nó bắn chơi một mình ở giữa đồng như thế được. Chắc chắn nó phải đang bắn một ai đó. Nào, khai ra, đang bắn với ai, không khai là nát đít luôn. Ok. Bên kia còn không ta? Mình nghĩ là bên kia cũng hết rồi đấy. Hòm rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi loot xem các bạn này có đồ gì không. Cho mình xin ít đồ nào bạn ơi. Rồi ôi, giờ mà còn bơi lội tung tăng vậy. Chả hiểu sao lại bơi bòm bõm ở trước mặt tôi nữa. Úi dồi ôi, M24 này lấy luôn. Ngọt canh xương ống đậm đà thịt thăn. Ô, có tiếng xe. Ô, trời ơi. Ô, không chết này. Đùa. Ô, thanh niên đi nhặt thính đứng giữa cầu ngắm cái gì vậy? Chắc chắn là ngắm thính rồi. Trời ơi. Tại sao bạn ơi? Lại đứng giữa cầu để ngắm thính như thế này. Tội quá bạn ơi. Ui, bạn có nhiều đồ thế. Trời ơi, lại súng hút hút bồn cầu anh em ạ. Được rồi, mình sẽ tạm giữ hộ. Mình sẽ giữ hộ bạn ấy ba cục, gọi là ba cục đạn súng hút bồn cầu. Lần sau đừng thế nha bạn. Lần sau con ngắm cái gì thì đến những cái nơi mà nó kín một tí ngắm. Trời ơi, chả hiểu sao ông ấy đứng giữa đường giữa chợ ông ngắm ạ. Rồi, cục thính rơi ở giữa. Sao thính trận này hay thích rơi ở sông thế nhở? Đây rồi, có tiếng xe trượt tuyết rồi.
Dừng rồi đúng không? Dừng chưa? Ui giời ơi. Ui giời ơi, nó là dễ. Này, bắn cho bạn 3 quả pháo ăn mừng. Chiu chiu chiu. Bùm bùm bùm. Trời ơi, đẹp nhá. Trời ơi. Chết như thế thì ai lại bảo là ô. Con bot anh em ạ. Chỉ có con bot thì bị bắn nó mới nằm xuống như vậy thôi. Đấy thì sắp tới đây thì mình sẽ cày cái rank ở bên Trung Quốc này cho nó cao cao lên một tí. Để mình test cũng như là mình chơi. Bởi vì bên bản Trung Quốc này mình thấy map miếc của nó làm nó chi tiết hơn. Với lại nó làm giống bản PC hơn so với bên bản quốc tế với bản Việt Nam. Mấy cái bản kia như là PUBG cắt nhiều quá hay sao ấy. Cắt nhiều quá thành ra lỗi anh em ạ. Sợ mang đầy đủ lên bản quốc tế thì nó lỗi, không ngờ cắt đi nó còn lỗi vãi nồi hơn. Ok. Như vậy là đi lút thính lại ngáp thêm được 3 mạng nữa. Hợp lý VL luôn. Đấy, xác Tuấn HC đi đến đâu xác giải rác đến đấy. Và bây giờ công việc của chúng ta thì lại leo lên xe trượt tuyết và đi tìm những người chơi còn lại ở trong cái vòng bo này thôi. Không biết là các bạn ấy lấp ở đâu rồi. Ồ, mình nghe hình như trong khu nhà này. Á đù, bắn mình luôn à. Dễ sợ thật. Tôi đi qua tôi nghe thấy nhà trong nhà có người. Tôi đang định dừng lại mà các bạn dám trèo ra bắn tôi à. Thế là không được rồi. Nào, vòng bo nó đang xiết vào kìa. Có chạy hay không đây? Chạy ngay đi. Trời ơi, có nghe. Ui, đáp quả bom che tầm nhìn này. Nào bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn hộ mình với. Ui, từ đạn có thể thay sau nhưng mà máu nhất quyết là phải bơm ngay ngay lập tức. Thanh niên có tên gì mà kỳ quặc vậy? XXXL. Mặc dù con xe mình nó bốc hỏa rồi nhưng mà lấy con xe chạy vào bo đã anh em ạ, chứ chạy bộ mệt lắm. Đó, chạy vào bo là mình sẽ vứt xe ngay, vứt luôn. Vứt luôn và vứt ngay. Bây giờ thì trong vòng bo chúng ta chỉ có 5 người nữa thôi. 5 người, vậy là tổng số lượng kill mình có thể đạt được khi mà mình đạt cái top 1 đó chính là 18 kill. Hấp dẫn đấy. Nào, 4 bạn còn lại ở trong cái map này, các bạn đang ở đâu vậy? Các bạn xuất hiện đi. Chúng ta sẽ trao nhau bằng những viên đạn đầy sự yêu thương và trìu mến. Tuy bo hơi xa một tí nhưng mà mình nghĩ là chạy bộ là hợp lý anh em ạ. Chứ mình không muốn leo lên con xe cosplay Ghost Rider đâu. Ok. Vừa chạy vừa phải để ý anh em ạ. Biết đâu địch đang chạy cùng mình thì sao? Đang chạy song song với mình, lúc đấy thì lại buồn cười. Nhẹ nhàng với tình cảm. Sắp vào bọn. Tôi nhìn thấy rồi nha. Bảo quái lạ, mình cứ thấy thanh niên nào chạy ra chạy lại ở đấy. Đây rồi, con xe của các bạn dựng ở đây rồi. Hình như khu nhà đấy là khu nhà trong bo đúng không? Nếu như mình không nhầm thì khu nhà đấy trong bo. Mình sẽ chạy đến và hốt. Ồ, chỉ còn có 4 người kìa. Vậy là một thanh niên xấu số vừa chết rồi. Không biết là vì sao bạn chết luôn. Mà thôi kệ. Ăn thêm 3 người nữa là chúng ta cũng có 17 mạng cơ mà. Thế là được rồi. Nào, vào khu nhà thám thính. Chắc chắn là thanh niên này chỉ long quăng trong khu nhà này thôi chứ không đi đâu được hết. Nào, chúng ta check mấy cái nhà vệ sinh xem có không á. Có là bạn đã phải lục cục rồi. Không có rồi. Ô, ở bên trên à. À, ở bên trên anh em ạ. Hay ho thật. Được rồi, bạn sẽ không thoát được mình đâu. Đây rồi. Định chui vào trong bụi ngồi đúng không? Định chui vào trong bụi ngồi chắc chắn rồi. Đi chết đi, lại có súng hút bồn cầu kìa anh em kìa. À, cục thính rơi phía dưới kìa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Úi,
thanh niên đang chạy lông nha lông nhông giữa đồng kìa. Chạy lông nhông giữa đồng. Đi chết đi. Ok, a à, hi hi. Như vậy là thanh niên ở đấy thì chắc chắn là bạn cũng chỉ ở loanh quanh ở dưới cục thính thôi. Hi 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 hi. Nào chết. Ai 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 ai. Ai ui 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 a a a. Ấy. Ô. Vãi nồi. Cái gì đang xảy ra vậy? Ui, bàng hoàng đến ngỡ ngàng luôn. Vãi cả trường. Thôi xong. Như vậy là chỉ còn một người duy nhất nhưng mà mình không lấy được cái top 1 rồi. Buồn quá đi. Ok. Không sao cả anh em ạ. Dù gì thì mình cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ đặt ra ở đầu video clip. Đó chính là giới thiệu cho anh em một khu vực mình nghĩ là giàu nhất cái map Vikendi này. Và anh em thấy sao về cái khu vực Factory này? Hãy để lại comment cho mình biết ý kiến của các bạn ở phía dưới bình luận của video clip nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em.